Ngày hôm nay, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Phú Yên thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Đảng về phòng chống tham nhũng, đặc biệt là các nghị quyết mới của Đảng, nghị quyết Trung ương 4, khắc phục những tồn tại hạn chế, phối hợp nâng cao chất lượng xử lý các vụ việc. Một số vụ việc bên cạnh xử lý hình sự phải xử lý về mặt Đảng. Việc xử lý tham nhũng tiêu cực lấy phòng ngừa là chính. Tuy nhiên, khi phát hiện các sai phạm phải xử lý nghiêm, đảm bảo tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hơn, nội bộ đoàn kết hơn, làm tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phú Yên cần xử lý dứt điểm, rốt ráo các vụ việc, những vụ án còn tồn tại từ các năm 2016 đến năm 2018 mà các đoàn công tác Trung ương đã chỉ ra. Nội dung nào đã xử lý phải báo cáo, nội dung nào chưa làm được phải tập trung chỉ đạo, có hướng xử lý, có quan điểm rõ ràng.